Thế... chú xin cháu với là các Và cô, các chú, các bác nhé. cái phần quà là của chị hai chị Nguyệt Thúy ở bên nước ngoài có gửi cho anh em thợ. Vâng. Có nhận quà không anh? Có chứ. Có à, đây anh. Em gửi cho anh 200 ngàn. Vâng, anh cảm ơn nhé. Vâng. Đây, thanh niên này, 200 ngàn này. Đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đầu tiên thì cho hai anh em xin chúc tới tất cả cô bác, anh chị và Mạnh Thường Quân một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ trong cái quá trình mà mấy anh em chắt tới đâu rồi cô bác, cũng như là ngôi nhà là gần hoàn thiện tới đâu rồi. Và hôm nay cháu Lực lên thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của chị Nguyệt Thúy có gửi cho mấy anh em thợ. Ở đây chị Nguyệt Thúy là hai chị cô bác nhé, chị Nguyệt với cả chị Thúy luôn. Đấy, một tí nữa thì mấy anh em nghỉ rồi thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà đấy sau. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng vào cùng theo dõi hết video, cùng cháu Lực đi vào là xem ngôi nhà của ba ông cháu là hoàn thiện tới đâu rồi. Đấy, có thể nói là bây giờ anh Quang đang hoàn thiện cái phần mà mặt tiền luôn cô bác này. Ở bên kia thì các anh đã hoàn thiện cái phần phạc chỉ xong một bên rồi. Ở bên này thì sẽ có thêm một cái phạc chỉ đi qua nữa cô bác. Sử thì hôm qua là đi xuống cái huyện thì có máu có trùng với nhóm máu của thanh niên kia không? Không ạ. Không trùng là không lấy được đúng không? Vâng. Hôm qua thì Sử cũng có làm một cái hành động mà phải nói là rất là ý nghĩa luôn cô bác. Khi mà hàng xóm ở xung quanh nhà Sử này có người mà cần đến máu thì em Sử cũng có là đi xuống thử máu xem là có hợp với nhóm máu của nhà người ta không, hợp nhóm máu của thanh niên kia không. Nếu mà hợp thì có thể là xin một ít. Bây giờ Sử thì đang tuổi thanh niên thì cho nên là cái lượng máu thì có thể là nếu ăn được thì có thể là nó cũng sản sinh ra rất là nhanh quá. Cái phần đấy thì cháu Lực cũng chưa có hiểu cho lắm cho nên là cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa. Nhưng mà phải nói là một cái hành động mà thật cực kỳ là ý nghĩa của em Sử. Hôm nay tóc thì chém đôi à? Ây à, đẹp trai nhỉ? Đẹp trai này sắp có nhà mới cho nên là phải đẹp trai hơn nhiều nè. Áo này là ai gửi cho nhỉ? Áo này là theo cháu Lực nhìn là từ trước mà cháu Lực lên trao quà các em ấy, lúc mà các em bỏ xong ấy thì được bác Tiên là bác gửi cho. Bác Trần Thị Tiên. Anh em mình đi vào ngôi nhà một chút đi. Sáng sớm là xong cái phần này anh. Sáng nay làm thế thôi. Sáng nay thế rồi anh. Đến chiều lại tiếp tục ở bên kia. Thế bây giờ anh Thanh thì đang đi đo thăng bằng cái gì nữa anh? Thật chì à? Thật chì là phải dùng cái tiêu à? Phải dùng chứ.
Anh em nghỉ tay ăn tí bánh không? Ăn bánh không? Có à, anh em rồi thì lên thì cũng mua ít bánh sứa đi trong túi của anh ấy. Này gói bánh ra đi. Chú bánh dán. Chú Bình đang nấu cơm à chú Bình? Vâng. Hôm nay là món gì chú Bình? Món trứng. Trứng à? Vâng. Trứng rau cải. Trứng với rau cải à? Thế là chú với gừng à? Vâng. Thơm rồi chú nhỉ? Ăn làm tí bánh đó chú nhỉ? Nãy mua là lên là 10 cái. 10 cái là ở đây là đang có. Hôm nay là anh Vinh với lại anh Hai là nghỉ có bác. Anh Vinh thì đi xuống huyện là anh ấy à, anh Hai là anh ấy đi xuống dưới huyện để mua xăng dầu. Còn là anh Vinh thì một tí nữa anh mới lên sau. Hay là nghỉ tay mình ăn để chú Vinh à? Vâng, bây giờ nghỉ thôi. Bây giờ chú mình nghỉ à? Vâng, chú xin cái nhá. Vâng. Đây xử phát cho các chú đi. Đây hiệu. Hiệu không ăn à? Đây. Xin mời tất cả các bác anh chị là cùng ăn bánh rán này. Đây, cái bánh này là có rất là nhiều ngôi sao luôn các bác. Chắc là để đây rồi các anh tay đang bật. Hay bây giờ xử cơm bác, cầm cho các anh nhá. Cầm anh cái này cái. Được chưa anh? Đừng cho nước không chơi. Máy máy riêng nhỉ, máy laser à? Máy bắn cốt. À máy bắn cốt đấy, máy bắn cốt kia về thì đặt lên bắn nhá, mình về theo cái máy nó sẽ rất là tiện hơn. Còn ở đây thì các anh vẫn dùng là cái theo thủ công là vẫn dùng hai cái một cái dây ATO. Đeo nó. Nó thả hốc cái quả là thành bảo quay mà, quay mà. À tao hô ạ. Đây bây giờ cũng lại đến sắp đến giờ nghỉ của các anh rồi. Chú Bình thì đang phụ trách là nấu cơm rồi cô bác. Đấy. Đấy còn ở phòng bên này thì không biết là thanh niên này hoàn thiện tới đâu rồi. Cái phần phòng ngủ bên này bây giờ chắt thêm cái phần tường nữa là cũng hoàn thiện nốt rồi các bác này. Phải hoàn thiện chắt xong thì phải nói là nhìn trong nó khác hẳn hơn một chút cô bác. Sau này mà nó khô lên rồi, lúc đấy mà quét thêm một cái màu sơn nữa vào thì ngôi nhà này cực kỳ và sáng, cực kỳ là đẹp luôn cô bác. Mình chỉ cần ở trong này, mỗi phòng ngủ là có một cái bóng điện, bóng đèn rồi. Nó sẽ chiếu thêm là cái phần màu trắng của tôn xốp này, cái phần màu trắng sứa của... trong cái phần là màu sơn nữa thì ngôi nhà nó sẽ vào một cái phòng thì nó rất là sáng. Đấy, bây giờ hiện tại thì sẽ là xong hai cái phòng ngủ rồi các bác nhá. Có thể là phần vào trong cái ngôi nhà này thì đã gần xong hết rồi các bác. Chỉ còn một chỗ ở bên chỗ này một ít này với lại bên phần cửa sổ bên này thôi. Con này đang làm cái phào chỉ xong thì mới rửa chân tay được kìa. Anh lớn rồi, từ thôi.
Đúng rồi, anh lớn tuổi hơn em thì anh phải chẳng lẽ anh phải giả đúng không? Không còn giả nữa. Ừ. Ừ. Giờ luôn. Bộ hai bé này yêu chứ khởi với yêu không ạ? Đến đấy đồ ăn tuốt lên lon bí thôi bên đây đi gơ đấy này rồi phải đắt đắt không em đây đâu từng bài các bên đã rau câu đắt rau thảo tộc quất bơ bí tuốt tuốt hơi nhím mép này mép này đây Sử có biết là phào chỉ không? Không biết à? Không biết à? Ba ông cháu thì hầu như là ngôi nhà của mình như thế nào thì cũng chưa nắm rõ được cô bác. Phải đến lúc mà bao giờ mà hình thành cái ngôi nhà thì mới biết là cái ngôi nhà của mình nó như thế nào. Lên bơ chị ơi, mất chị đá. Lên bơ lên thử muốn không? Chú Bình nấu cơm xong rồi chú Bình? Xong rồi đấy. Hôm nay là các anh em thợ là có gừng này với lại có rau cải. Rau cải với lại trứng nữa. Cáo nọ là cũng hết rồi chú. Đây để đi. Hết rồi. Còn ít nữa là hết rồi. Đây để đây cho các anh thợ là ăn bánh luôn này. Anh Thanh rửa tay chân trong ăn làm tiếng miếng bánh anh. Các bác ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Đấy bây giờ cũng đến giờ ăn cơm của mấy anh em thợ rồi các bác. Mấy anh em thợ thì nói là trên công trình thì ăn cơm cũng rất là đạm bạc thôi. Hôm nay chỉ có 1, 2, 3, 5 người thôi. 5 người thợ thôi. Anh sáng đến sáng không anh Quang? Có chứ, con sáng. Cho ăn rồi, chú ăn đi. Mời các cháu ăn cơm này. Chú ăn rồi, chú ăn đi.
Đấy, vừa rồi thì các anh thợ cũng đã ngủ dậy là tiếp tục làm các bác. Phải nói là cháu Lực cũng cùng xử với lại hiệu nữa ngủ trên này. Ở trên này thì đến mùa này có khá là nhiều dín các bác ạ. Dín như ông đấy các bác. Đấy, bây giờ thì các anh thợ lại tiếp tục là hoàn thiện cái phần chát rồi các bác. Đấy, bây giờ thì một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi vào và trao cái phần quà của chị hai chị Nguyệt Thúy là cho tới cho anh em thợ luôn các bác. Cái này nó bị chuột một tí anh. Nó dày quá. Dày quá. Cái phần cửa thì đến hôm nay thì có khi là các anh sẽ hoàn thiện chắt là cái phần mặt tiền hết các bác. Ở phần bên này thì các anh chưa có chắt tới. Ui. Cái gì đây? Nước à? Hôm nay có một chị ở bên, hai chị ở bên nước ngoài có gửi cho mấy anh em thợ là mỗi người một ít đấy. Vâng. Trong cái quá trình mà các anh thợ mà làm ấy, thấy cái sự mà nhiệt tình của các anh thì hai chị cũng gửi cho là mỗi anh là 200 ngàn các bác. Ở đây thì có 7 anh thợ là chị có gửi cho cháu Lực là 1.400.000. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ gửi cái phần quà này tới tay cho các anh thợ luôn. Hôm nay thì anh Hai với lại anh Vinh là không ở. Thì ngày mai cháu Lực sẽ gửi cho các anh sau. Đây anh Quang. Vâng. Ở đây là cái phần quà là của chị Nguyệt Thúy. Vâng. Em xin chị nhá. Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn đây vừa rồi thì gửi anh Quang không rồi, cẩn thận tí rơi anh nhá. Đây bác. Đây của chú đây. Vâng. Đây là có một chị thì... Vâng. Đây chú Bình ơi. Đây cháu gửi cho chú đây. Đây là chú xin cháu với là các cô, các chú, các bác nhá. Và cái phần quà là của chị hai chị Nguyệt Thúy ở bên nước ngoài có gửi cho mấy anh em thợ. Vâng, chú xin nhá. Vâng. Bên này thì còn anh hay có nhận quà không nhỉ? Gì ạ? Có nhận quà không anh? Có chứ. Có à, đây anh. Em gửi cho anh 200 ngàn. Vâng, anh cảm ơn nhá. Vâng. Đây, thanh niên này. 200 ngàn này. Đấy. Còn 400 nghìn của anh Vinh với lại anh Hai. Thì ngày mai hai anh em về thì cháu Lực sẽ gửi cho hai anh em sau các bác. Và cháu Lực cũng xin thay mặt tất cả anh em đội thợ là gửi một lời cảm ơn, một lời chúc tới hai chị là Nguyệt Thúy. Chúc chị, chúc hai chị là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đấy, chị thì phải nói là trước kia thì lúc mấy anh em chở cắt thì chị cũng có gửi cho mấy anh em chở cắt, và đến bây giờ thì chị lại gửi cho mấy anh em đội thợ mỗi người là 200 nghìn nữa. Anh Hai thì đi xuống cốc bài gọi là đi lấy xăng các bác. Mỗi lần ở trên cháu khu của cháu Lực đi xuống là đều bà con là tự cầm can xuống và đi rất là xa để chở được những can dầu về. Hôm qua thì anh Vinh là đang cưa thì hết mất xăng của bác, thành ra là không có cưa được nữa. Ôi sửa vừa tắm xong à? Vừa đầu à? Vừa đầu nước lạnh à? Đấy, bây giờ thì ở phần phía phòng ngủ này thì anh Thanh với lại thêm thanh niên này, hai anh em là đang hoàn thiện chắc thêm cái phần tường và cái phần cột đấy các bác. À tới đây thì đi lấy mới tới nè. Chứ tường 10 chứ mày. À Sứ ơi, một tí Sứ thì đi xuống nhà Sơn là chở cái tường cái gạch cái úp kia về luôn nhá. Có 4 hộp thôi. Thank you.
Ngày thời tiết đến hôm nay thì phải nói là không có nắng đâu cô bác này, mà trời âm u rồi, có thể là 1-2 ngày nữa là sẽ mưa đấy. Khi mà các anh chắt xong thì chắc là cũng mưa rồi. Này đổ thêm nước à chú? Đổ thêm nước à? Thứ 3 mét đang kẹp bên kia rồi. Kẹp 3 mà mà. Vâng. Thương lư lò. Thương lư cầu. Không muốn nông bồi là mẹ mát tắc lư mà. Gà thì hôm nọ là đi mua về hết chưa? Thì mua hết rồi à? Ừ. Đấy, xử thì hàng tháng là được ba anh Phạm là gửi cho là 200 đô cô bác để sinh hoạt trong hàng tháng, như vậy thì gọi là đủ trả tiền tiền điện, tiền thức ăn, mọi cái rồi nhờ. Vâng. 200 đô thì một tháng thì ba cháu thì có xài hết không? Không ạ. Không à? Vâng. Cái nào mà xài không hết thì để tiết kiệm lại nhá. Vâng. Đây cái này thì để tiết kiệm lại khoản này thì không có nên là đưa cho ông nhiều nhá. Ông đi chợ thì đưa cho ông là 1-200 ngàn để ông đi chợ thôi. Còn mình thì mua thức ăn đấy, có những gì mà trong gia đình mình cần thiết thì mình lại mua thêm nhá. Sự là thanh niên mà gọi là thanh niên có nhà đẹp nhất bản rồi cô bác này. Thử với Hải thì mỗi lần mà cháu Lực lên thì cháu Lực đều là nhắc nhở các em rất là nhiều, và không muốn cho các em là bây giờ giúp nói cho các em là bây giờ hai anh em đã có nhà, có mọi cái đầy đủ hơn là bao bạn bè rồi, chỉ mỗi là thiếu mỗi cái tình bố với lại tình mẹ thôi. Cái điều đấy thì một cái khoản mà gọi là nói là cái phần tình cảm thì vì thiếu đi rất là nhiều cô bác. Khi mà ở ngoài kia thì như Hải có kể với cháu Lực rằng đấy, có những lần mà đi họp phụ huynh gia đình người khác thì bạn bè thì có bố có mẹ đi, còn mình thì không, bố của mình thì đã bị bệnh và ra đi mãi mãi rồi, còn người mẹ của các em thì phải nói là rất là nhân tâm khi mà bỏ các em đi rất là sớm, mới được 6 tháng, Hải mới được 6 tháng mới trước kịp cai sứa đã bỏ Hải đi rồi. Còn em Sử thì lớn hơn một chút rồi, nhưng mà Sử thì phải nói là đang đi học đến lớp 1 đấy cô bác. Đi học đến lớp 1 thành ra là ở nhà thì bố mất rồi đấy, thành ra là không có tiền để mà đi học thêm nữa, cũng bỏ học để nhường cái phần suất học ấy để cho người em của mình được cắp sách tới trường. Phao mà thằng vẫn cắt bằng chú bằng nào, thằng tép bằng chú bằng nào. Sao mà hôm nay gì nè, tao vẽ cái này nè, vẽ cái này tao phiên phai tao lâu rồi mà, sao phải vẽ hả? Ở đây thì hầu như là các chú các anh ai ai cũng gọi là lập gia đình rồi. Thanh niên kia thì cũng lấy vợ rồi đúng không? Anh. Thanh niên kia thì cũng lấy vợ rồi. Kém cháu Lực có 2 tuổi hay sao? Đã lấy vợ rồi, lấy vợ rất là sớm cô bác. Ôi, chú chưa lấy đâu. Chú chưa lấy à? Chưa. Chú muốn lấy thêm vợ 2 à? Chưa. Đấy, bây giờ thì ngôi nhà dần hoàn thiện rồi thì sẽ vào sơn mọi cái rồi cháu Lực sẽ cùng em Sử đi xuống huyện, là hai anh em sẽ đi mua giường tủ mọi cái, mua đồ đạc nữa quá. Hôm nào anh em mình phải đi xuống Cốc Bài một hôm nhá. Đích thân Sử là đi chọn luôn các bác. Sử thích cái nào thì múc cái đấy cho Sử nha.
Ông thì ở dưới nhà không? Có ạ. Ông đang làm gì? Ông ở nhà Giang Châu đây. Nhà Giang Châu à? Bây giờ thì các anh thợ làm một chút nữa thì cho được xé, cùng em Sử lại di chuyển đi xuống xá để chở nốt cái phần cái gạch kia thì nó cũng không có là nhiều đâu các bác. Gạch kia nó cũng chỉ là có một xe thôi, gạch ốp chân tường ấy. Bây giờ thì các chú với lại các anh đang làm thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là di chuyển đi xuống ở dưới kia là lấy thêm một chút đồ đúng không các bác, để mấy anh em trở về. Còn một tí nữa đi xuống bên kia thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết thêm hôm nay hai anh em sẽ đi làm cái gì các bác nhé. Sử tự đi lên được không? Tự đi lên được không? Đi, let's go. Được không? Được đúng không? Anh tin tưởng tay cơ nhá. Ôi. Bây giờ thì mấy anh em cũng đã đến xá rồi các bác. Bây giờ thì sẽ phải đi chở cái phần gạch hôm nọ mà do là còn bị thiếu các bác. Hôm nọ là còn thiếu gạch ốp chân tường nữa. Đấy, nhà của anh vật liệu thì ở bên kia. Nhà của anh chở vật liệu thì ở bên kia hôm nọ. Anh có chở cho cháu Lực là đến nhà của anh rồi. Không có, đây cũng chỉ là một xe máy là cũng đủ để chở rồi các bác. Không quá là nhiều cả. Cô à?
Đấy, bây giờ thì mấy anh em đi chở gạch xong thì một tí sẽ đi ăn đó các bác ạ. Đi xuống đến xá thì đi rủ sử đi ăn phở một chút đã. Cô ơi, gạch không nói anh Sơn là để đây à cô? Đấy, chắc đấy. Vâng. Đây này, 4 hộp đây. Đây có 4 hộp thôi, nó không có là nhiều cả. À, đây, lấy cái bìa cắt tông này này. Giải này. Đây, anh xin cô luôn. Cho hết vào cái thùng to, kia xong rồi ấy. Buộc luôn. Đây. Thùng là cho. Nhắc cả 4 hộp cho vào thùng cho đấy. Đấy, gạch ốp và chân tường thì nó sẽ đồng bộ với lại gạch ốp và ốp nhà đấy cô bác ạ, ốp nền đấy. Chứ bây giờ mà lấy gạch ốp nền một màu, lấy gạch ốp chân tường này một màu thì thành ra là nó lại không có được đồng đều á. Ở đây những cái màu gạch này là sẽ là màu giả gỗ hết cô bác nhá. Đây từ dưới đây, từ đây em ơi. Nhấc từ dưới đi lên nó nhá. Để đằng sau đi nhỉ? Vâng. Rồi. Từ từ nhá. Cho miếng này vào đã. Anh rồi. Anh rồi. Anh sao ấy? Anh sao ấy? Gạch ốp chân tường anh ạ. Vâng anh. Sử đói chưa? Đói ạ. Đói rồi à? Thế bây giờ anh em mình đi ăn bát phở ấy nhỉ? Hãy đi, đi trước đi. Tài xử thì hiện tại là vẫn còn chưa có bằng, nhưng mà trên xá này thì cũng chưa có công an đấy các bác. Rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Rồi bao giờ em ấy đủ tuổi rồi cháu Lực sẽ đưa em ấy đi làm bằng sau. Hay bây giờ thì mấy anh em sẽ ra quán phở đó các bác. Rồi cháu Lực với. Đây các bác. Con em mới có xứ ơi, con đi hết phở rồi. Con đi hết phở rồi. Gạch ốp và chân tường anh. Bài cho con em bán phở bà. Thôi bà, con nước ở chân đó bà. Bà ơi, nước ở chân đó bà. Thùng nào anh? Nhá. À đây. Để chân ở tay tí xử này. Rồi. Cho em ba phở anh nhé. Rồi. Hầu như là mấy anh em lúc nào mà đói thì đều ra cái quán phở này nhà bác này ăn cả không? Chứ ăn phở gì? Phở gà thôi à? Ở đây cũng có một phở gà với thịt lợn thôi. Lập á? Được chưa? Anh đây đọc và có một số bình luận là này.
Đây, trong thời gian sắp tới thì phải nói có rất là nhiều bác này gửi lời chúc tới em với lại cả ông nữa nhé. Vâng. Trưa nay ăn gì chưa? Chưa ăn cơm ạ. Chưa ăn cơm á? Đấy, bây giờ đến chiều chiều thì cũng khá là đói cô bác. Đấy, có thể là những cái thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì có những cái video thì một ngày thì cháu Lực mới quay đủ một tập cô bác ạ. Chứ không phải là lên vèo vèo cái là xong một cái video đâu cô bác. Nó rất là lâu. Vậy ở đây thì cháu Lực có nhìn đọc được một số bình luận của các bác có bảo là mua chè với mật ong cô bác. Ở đây thì nếu mà có bác nào ủng hộ tới mấy anh em trong tem cũng như là em Sử thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình thì cháu Lực sẽ gửi được những cái clip mật ong và những cái đặc sản ở trên vùng cao tới tay cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Sử thì ở nhà còn măng không? Còn à? Sử thì hiện tại là vẫn còn một ít măng nứa của bác. Nếu mà có bác nào anh chị nào có ủng hộ tới giúp cho Sử thì có thể là gọi thoại cho Lực thì cháu Lực sẽ gửi cho cô bác anh chị. Ôi, nước mắm mì chính thôi nhỉ. Đằng sau có lọ mì chính không? Hiểu. À lọ mì chính có rồi, mì chính có rồi. Đến cho rồi. Ơ thôi. Đấy, cho tí ơn. Đấy, vào những quán mà bán hàng ăn nhỏ nhỏ này thì cũng không có nhiều là gia vị cho là bao nhiêu, của bác cũng chỉ có ớt này, có nước mắm mì chính thôi. Ăn xong thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục là di chuyển lên trên nhà của em Sử tiếp, vận chuyển gạch đến nhà luôn. Xin đúa à? À đây được. Thế bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn trưa. Thế bây giờ thì cháu Lực với bạn Hiệu là mới được ăn trưa. Vừa rồi thì lên trên nhà của, lên trên chỗ mà lán của mấy anh thợ ấy thì thấy là các anh nấu cơm cũng khá ít, thành ra là cháu Lực cũng không với bạn Hiệu là không có dám ăn nữa không á. Các anh thì lao động vất vả hơn nhiều, thành ra là phải ăn nhiều hơn một chút cô bác ạ. Thank you.
lôi. Đấy, vừa rồi thì ba anh em đã đi ăn xong rồi các bác. Đấy, bây giờ thì em xử là chở gạch lên phía trước xử nhá. Nhá, rồi đi về đi. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ lên sau các bác ạ. Ồ, anh đi đâu vậy anh? Đấy, con xe này thì sau một cái quãng thời gian mà để cho em xử chở vật liệu của bác đến thời điểm hôm nay thì phải mang đi bảo dưỡng rồi các bác này. Cái quả này bảo dưỡng gọi là rất là nhiều các bác ạ, cả máy cả viếc nữa. Hay nếu mà như hôm nọ mà đưa cho xử con xe mới, con xe cũ của con xe mới của xử ấy được bác Tiên bác mua cho đấy mà đi chở vật liệu thì độ tầm sau tầm 2-3 tuần thì nó sẽ tàn gọi là gần giống con xe này các bác này.